cái xe 125 á, anh em dặn lên ở 120 đó lại. Làm rồi rồi nó mở tua, nó mở ra đây. Nhìn nó không chạy tới, nó ít xào thôi. Rồi gì nó lên tới đây, nó đứng rồi, làm xong nó vượt quá mức rồi. Đây mình lắp vô chạy thử cho anh em coi nha. Cái cuộn xăng nữa đi. Sắp cái lắp rồi. Chú xe test luôn nha anh em. Đây không? Rồi. Rồi ấy máy nha anh em. Xạo kêu vậy đó. Không em yêu cầu mình nha. Kêu anh. Tiếp tục cuối tuần cùng anh em khách. Xe hàng sớm đẹp quá. Mai bích. Xe phun nồi. Bao xăng lửa rồi. Đầy đủ hết luôn. Nào, chủ nhật cuối tuần. Thank you.